Ngày 26 tháng 8 năm 2024, Starbus Hàn Thuyên chính thức khép lại hành trình 7 năm đầy dấu ấn tại một trong những góc phố yên bình và thơ mộng nhất của Sài Gòn. Suốt chặng đường ấy, nơi đây không chỉ đơn thuần là một quán cà phê, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức và lối sống của nhiều người. Nơi mà mỗi tách cà phê mang theo hương vị của những kỷ niệm, hòa quyện cùng phong cách sống thanh lịch, hiện đại giữa lòng thành phố sôi động. Nằm trên con đường Hàn Thuyên, rợp bóng cây xanh, đối diện với công viên xanh mát, Starbus Hàn Thuyên từ lâu đã vượt qua khỏi vai trò của một quán cà phê thông thường, trở thành biểu tượng của sự sang trọng và lối sống tinh tế. Những buổi sáng bình yên với tách cà phê đậm đà, hay những buổi chiều thảnh thơi lắng nghe tiếng thì thầm của cuộc sống đang trôi qua bên ngoài, nơi đây đã khắc sâu vào lòng người những trải nghiệm khó quên, biến mỗi lần ghé qua thành một chuyến hành trình đắm say. Trong năm cuối cùng của hợp đồng thuê, Starbus Hàn Thuyên tiếp tục duy trì mức giá thuê là 700 triệu đồng mỗi tháng, một con số ấn tượng thể hiện quyết tâm giữ lại không gian đã trở thành một phần của tâm hồn thành phố này. Nhưng giờ đây, cánh cửa ấy đã khép lại, để lại một câu hỏi không lời đáp. Phải chăng Starbus Hàn Thuyên đã tìm thấy một vị trí xứng tầm hơn? Hay đây là dấu hiệu của những thách thức kinh doanh đang dần hé lộ? Hiện tại, chủ nhà đang chào thuê lại mặt bằng với mức giá khởi điểm là 750 triệu đồng mỗi tháng cho năm đầu tiên. Một con số thể hiện rõ sức hút mãnh liệt và tiềm năng kinh doanh vượt trội tại các vị trí đắc địa này. Vậy, ai sẽ là người đủ tầm nhìn, bản lĩnh và đam mê để tiếp nối câu chuyện tại đây, để viết nên một chương mới cho Hàn Thuyên, cho chính mình và cho Sài Gòn? Hàn Thuyên không chỉ đơn thuần là một mặt bằng, mà còn là một cơ hội, một tấm thảm đỏ chờ đợi những thương hiệu mới, những nhà kinh doanh tài ba bước vào và tạo dấu ấn riêng. Những khoảnh khắc đã qua sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức, nhưng tương lai vẫn đang chờ đợi những ai biết trân trọng và khai phá tiềm năng này. Bạn có sẵn sàng trở thành một phần của câu chuyện mới? Hãy cùng chúng tôi khám phá những cơ hội kinh doanh tại vị trí này, nơi mà mỗi góc nhỏ đều ẩn chứa một câu chuyện chưa kể, và mỗi bước đi có thể mở ra những kỳ tích phi thường. Tính Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.